phạm giới xin chào trân trọng đồng thời quý vị kính chào các bạn chào buổi tối nay. Vâng, anh lời chia chào toàn đường nhớ cảm, chúc chúng ta một ngày cuối tuần thật là vui vẻ và hạnh phúc. Xin cảm ơn nhiều. Nợ em một cuộc tình trăm năm, nợ em một tình yêu đầu đời, nợ em một tôi xanh tuyệt vời, nợ em một vùng trời thơ ngây. Ngày xưa nụ hoa còn chưa nở, gió sương còn nóng lạnh trên lá, mùi hương còn vương một trang giấy vẫn chưa vẹn mực nào lung lay. Xin lỗi quý vị rất nhiều, vừa rồi một sáng tác rất là mới của Tuấn Lâm, bài hát của tựa đề là Anh Nợ Em. Quý vị thấy căng là nợ rất là nhiều đúng không ạ? Nợ không bao giờ trả hết. Nói chung là cuộc đời mình dính dáng đến nợ nào. Quyết định gì đi. Hình như là trong cái sự nghiệp ca hát của Phạm Trưởng thì rất hay nợ. Đầu tiên thì cũng là một bài nợ sáng tác của Phạm Trưởng. Bây giờ thì anh nợ em là trả dần nợ rồi. Đúng rồi. Sau đó thì mình sẽ thêm cái khúc gì mà cũng dính dáng tới nợ đi. Anh trả hết nợ. Dạ, cái ý tưởng hay. Có lý hả? Cảm ơn anh. Trưởng, cái bài Anh Nợ Em này là trưởng
yêu cầu nhạc sĩ viết theo đơn đặt hàng hay là người ta viết xong gửi cho trưởng để trưởng hát mà có ý tưởng trùng hợp như thế? Bởi vì trong bài anh em Quân thấy có cái giữ là trang giấy nữa, có liên quan đến trang giấy trắng không? Ở đây là sự ngẫu nhiên thôi. Vâng, đây là một người em cách nghĩa của Phạm Trưởng, cũng quê hương ở Long Thành, Đồng Nai luôn. Và khi mà viết ra bài hát này thì anh chàng này thấy cái giai điệu và cái tiết tấu bài hát này rất hợp với em, cho nên là gửi cho em là em chịu liền luôn. Hay ha, nó có một sự trùng hợp. Ủa, quê trưởng ở Long Thành, Đồng Nai? Dạ không, em thì quê ở Bình Định, nhưng mà bạn này thì quen em trong cái trường nghệ thuật. Có nghĩa là quê bạn này thì ở Long Thành, Đồng Nai, em ở Bình Định, nhưng mà người con Đồng Nai viết tặng cho người con Bình Định. Dạ, hai đứa gặp nhau ở Sài Gòn. Quyết định gì đi, nó không có phức tạp lắm. Tính ra Quân nhớ là hình như nhiều lần là Trưởng đến với âm nhạc online đúng không? Nhưng mà đây là lần thứ hai Quân với Trưởng có cơ hội giao lưu với nhau thì phải? Hay là lần đầu tiên vậy? Lần thứ ba, nhưng mà hai anh em mình là gặp nhau lần thứ hai. Ok. Dạ. Thôi thì vì lý do là chúng ta gặp nhau lần thứ hai nên chúng ta sẽ trò chuyện đến chiều. Quyết định gì đi. Dạ. Và kính thưa quý vị, Quân xin nhắc với quý vị là chúng ta có những câu hỏi nào giao lưu Phạm Trưởng, chúng ta hãy chuẩn bị quý vị nhé. Nên ở đây Quân sẽ mời các bạn cùng hỏi Phạm Trưởng, và hôm nay Phạm Trưởng sẽ trả lời mọi thắc mắc quý vị dành cho tất cả quý vị. Và dĩ nhiên Phạm Trưởng hứa là trả lời một chân thật nhất đúng không? Dạ, em lúc nào cũng là chân thật, không chân giả. Anh muốn hỏi là bây giờ trong cái bốn mùa xuân hạ thu đông, thích mùa nào nhất? Em thích mùa thu. Mùa thu, lý do dạ. Thích mùa thu. Đúng lý mùa xuân, thích mùa xuân mới đúng chứ. Thực sự thì trong miền Nam chúng ta thì mùa thu không rõ ràng, nhưng mà Trưởng rất là thích mùa thu Hà Nội, bởi vì nó có một cái không khí nó rất là vừa mát mà không lạnh mà cũng không nắng, và có những cái khí hậu rất là nó hơi âm u một xíu, nó mờ ả một xíu, rất thích cảm giác đó. Nói chung cảm giác mà đi giữa trời thu Hà Nội thấy nó nhẹ nhàng. Ừ, mặc dù hôm đó không hát cũng không sao. Không có sao, không là vấn đề. Cái nơi mà Trưởng đi diễn ở nhiều nơi như thế này trong nước của mình á, thì cái nơi nào mà Trưởng ở lại nhiều nhất, mình trừ Thành phố Hồ Chí Minh ra, nơi nào mà Trưởng diễn nhiều nhất? Dạ hình như Phạm Trưởng không nhớ nơi nào nhiều nhất ạ. Chắc có lẽ là nếu như mà chương trình trực tiếp thì Đồng Nai là nhiều nhất thôi. Vỗ tay thật lớn các bạn, vỗ tay thật lớn. Nói chung có một sự yêu tin nghe nhẹ đúng không? Đó là truyền hình trực tiếp là Đồng Nai là Trưởng tham gia với chương trình nhiều nhất. Nơi nào Trưởng diễn xa nhất ở Việt Nam mình? Xa nhất thì có lẽ là ở Lào Cai chứ có lẽ là xa nhất là biên giới Trung Quốc luôn. Có nghĩa là bây giờ là mình di chuyển là từ đâu, từ Hà Nội đi xe lên Lào Cai hả? Dạ đúng rồi. Thường thì Phạm Trưởng cũng như anh em nghệ sĩ khác diễn lưu diễn ở miền Bắc thì đi máy bay ra Hà Nội, xong bắt đầu có show ở đâu thì mình đi xe từ Hà Nội lên thành phố đó. Đi rải đều. Như chẳng hạn diễn ở những cái tỉnh phía Bắc như thế là một đêm mà phải kết hợp 2-3 show hay 3-4 show chứ đúng không? Chứ đâu phải một đêm là một show duy nhất. Dạ không, miền Bắc thì đặc biệt là ra miền Bắc hát ít show cho miền Nam, một đêm chỉ một show thôi. Dạ. Một show đó thì rất là nhiều tiền nên không cần hát mấy show khác. Anh em nói thiệt đi. Dạ. Không phải, đây là bởi vì ở miền Bắc nó rất là xa. Nếu như mình chạy show nhiều thì nó không giống như Trung Nam mà những tỉnh thành, những cái thị trấn, những cái huyện nó gần với nhau thì chạy rất là dễ và gặp gỡ khán giả rất là nhiều. Khán giả đâu cùng duyên nhất? Khán giả nào mà Trưởng lên diễn có nguyên cái áo vest, ví dụ cái áo khoác, nhưng mà xuống là không còn cái áo nào. Vâng ạ, nếu như vậy thì Phạm Trưởng nghĩ là ở đâu cũng cùng nhiệt hết bởi vì khán giả yêu thương mình thì ở đâu cũng sung như nhau và cũng đúng nhiệt như nhau. Đúng. Mình mà cởi gì là lấy hết luôn. Nói chung là khán giả yêu mến mình, vỗ tay cho mình, đó là một điều hạnh phúc nghệ sĩ. Và thời gian sắp tới, kính thưa quý vị, thời gian Giáng sinh cũng cận kề rồi, Tết cũng cận kề. Quân tin chắc rằng thời gian này là Trưởng cũng sẽ rất bận, đúng không? Vâng ạ, nói chung thì không chỉ riêng Phạm Trưởng mà tất cả anh em nghệ sĩ thì tới cái mùa gần Tết thì anh em bầu show làm show rất là nhiều và nghệ sĩ chạy show cũng rất là cực. Và nói chung thì cực thì không sao, chỉ là muốn gặp gỡ khán giả và đi nhiều nơi để vừa đi diễn vừa đi chơi thì vui rồi. Quân đang thắc mắc là có năm nào mà Trưởng ăn Tết, đón giao thừa trên xe không? Dạ hình như năm nào cũng vậy. Không có, đa phần là thể diễn. Dạ đúng rồi. Cuộc đời nghệ sĩ là vậy, cho nên là bạn nào đam mê nghệ sĩ thì phải suy nghĩ kỹ nha. Tới Tết thì tất cả mọi người thì quay quần bên gia đình, còn riêng anh em nghệ sĩ thì phải ở trên xe và đi gặp hết tất cả mọi người yêu mến mình. Chỗ này, chỗ nọ, chỗ kia đúng không ha? Với nhiều ca sĩ khác thì có lẽ là hơi khó có bài hit, nhưng với Phạm Trưởng thì Quân thấy là hình như bài hit cũng ra đều đều đúng không?
Dạ đó là do trời thương, khán giả thương ạ. Em không, ra không phải là do trên đây xăm cái chữ phạm trưởng, tự nhiên may mắn nó đến rồi. Dạ đây là logo của công ty của em. Em muốn mở công ty rồi hả? Dạ công lâu ty chưa? Của em thì cũng khá là lâu rồi. Và Lê Trọng Hiếu hồi nãy cũng là một thành viên công ty em. Và thêm một ca sĩ trẻ nữa là Cảnh Minh. Cảnh và em để một cái hình trên tay này là em cũng tưởng nhớ đến người ba của em đã đặt tên em. Là đây là tên thật của em chứ không phải là tên nghĩa danh. Cho nên em muốn tưởng nhớ đến ông ba của phạm trưởng đã đặt một cái tên cũng rất là lạ và không đồng hàng. Và dĩ nhiên là nhờ cái sự không đồng hàng đó là một phần để góp phần đem phạm trưởng đến gần tới quý vị hơn, đúng không ạ? Rõ ràng là đó là một điều hạnh phúc của phạm trưởng và phạm trưởng luôn ghi nhớ về điều đó. Dạ rồi bây giờ hát tiếp ha. Dạ hát okay. Tiếp bây giờ nói nhiều quá rồi. Bây giờ nói nhiều quá rồi. Bao nhiêu bây giờ để thay đổi vào không khí một xíu nha. Hôm nay phạm trưởng hát rất là nhiều bài, bây giờ thì nó sung sung lên một xíu. Một sáng tác của anh bằng bài hát remix được mang tên Tình Là Sợi Tơ. Giơ tay lên cho phạm trưởng nghe. Vâng ạ. Hai bé trong rộng của Lucy Guy. Zia. Mình không
mai sau tình trốn vào đất đâu. Đừng buồn nghe em, đừng sầu nghe em, tình yêu là những ngôi sao bay đều trong đêm. Tình thế á tình là say tơ. Tình là sợi tơ thì rất là mong manh đúng rồi, chúng ta phải giữ kỹ một xíu. Tình yêu cũng vậy. Khi yêu nhau thì mình hãy quan tâm nhau và chia sẻ nhau, nhường nhịn nhau một xíu nó sẽ hạnh phúc thôi. Vâng ạ, vừa rồi là một hát rất rộng cùng với Phạm Minh Hòa, Vũ Đồng, Vũ Sky. Và bây giờ thì không biết là mình Phạm Trưởng sẽ hát tiếp đây một bài hay là mình giao lưu, đặt câu hỏi Phạm Trưởng trả lời ạ. Giao lưu ạ. Hát ha. Ok, một bài nữa. Rồi Phạm Trưởng, anh Quân ra thì sẽ giao lưu sau. Một sáng tác của Lý Tuấn Kiệt, bài hát khi Phạm Trưởng đọc tên ra thì mọi người nếu như mà biết bài hát này thì có thể lì xì thêm một tràng vỗ tay. Ca khúc được mang tên Lạc Đường. Xin mời tất cả quý vị cùng lắng nghe. Vâng ạ, nếu như các bạn nào thuộc thì có thể hát lớn cùng Phạm Trưởng cho khán phòng chúng ta hôm nay nó bị nó được sung hơn và vui hơn một xíu nha. Ok các bạn, xíu Phạm Trưởng sẽ đưa video xuống ạ. Em đã từng nói nhịp tim em sẽ chỉ đập cùng nhịp với ai, và chẳng một ai có thể thay thế được cảm giác đó. Anh biết em chỉ nói thế thôi để anh thấy yên lòng, nhưng thật ra anh biết em đang nghĩ gì. Anh đã sẵn sàng tâm linh trước khi em nói lời chia tay, và anh đã vội vàng đánh thức thôi con tim đừng mong mất nữa. Sao nó vẫn luôn kêu gào trong giấc mơ ồn ào, và dường như linh trí của anh thất bại trước con tim. Từng nói với anh những gì đó xa, giờ đây em chẳng thể làm được. Thì đừng vây kín căn phòng anh với nỗi nhớ anh như muốn thét lên thật to. Một tình yêu sai chuốc, một khao khát lạc đường, vô tình chạm vào trong trái tim anh. Ngày mai anh sẽ đi thật xa, đi về đời sẽ không còn thấy em trong cuộc đời. Những hình ảnh cứ gợi lên bao nhiêu nhớ thương về em. Hãy cứ xem như ta là một người quen biết, vô tình lướt qua đời nhau. Xin mời những món quà của tất cả quý vị bạn đã cho tặng con chữ ạ. Trước khi em đã lời chia tay, và anh đã vội vàng đánh thức thôi con tim đừng mong manh nữa. Sao đó vẫn luôn kêu gào trong giấc mơ ồn ào, và dường như lý trí của anh thất bại trước con tim. Điều em đã từng nói với anh những gì đó sao giờ đây em chẳng thể làm được. Vì niềm vây kín căn phòng anh với nỗi nhớ anh như muốn thét lên thật to. Một tình yêu sai chốt, một khao khát lạc đường, vô tình tràn vào trong trái tim anh. Ngày mai anh sẽ đi thật xa, đi về nơi sẽ không còn thấy em trong cuộc đời. Vì anh không muốn những hình ảnh cứ gửi lên bao nhiêu nhớ thương về em. Hãy cứ xem như ta lòng một người quen biết, vô tình lướt qua đời như
xa đi về đây sẽ không còn thấy em cho cuộc đời. Vì anh không muốn những hình ảnh cứ gửi lên bao nhiêu nhớ thương về em. Hãy cứ xem như già là một người quen biết. Xin cảm ơn các chị bạn rất là nhiều. Thực sự một bài hát nó rất là khó hát, bởi vì nó nốt rất là nhiều và câu nó rất là dài. Nếu như mà mình sử dụng hơi không hợp lý thì có thể bị đứt quãng mà mình không theo kịp bài hát. Đặc biệt là phần điệp khúc rồi. Anh Quân tự hát bài hát này. Anh điệp khúc sao, điệp khúc sao, hát lại đi. Điều em đã từng nói với anh những gì đó sao giờ đây em chẳng thể làm được. Kỷ niệm vẫy kính các phòng anh với nỗi nhớ anh như muốn thét lên thật to. Một tình yêu sai chỗ, một khao khát lạc đường. Dạ rất là dài. Đúng rồi, dài thiệt. Trưởng ở nhà trường tập lấy hơi như thế nào? Dạ. Có đi luyện thanh mà tự luyện ở nhà? Nói chung thì Phạm trưởng hồi lúc trước vào con đường ca hát thì đã luyện thanh rất là nhiều rồi. Và sau này thì mình không có đi học nữa. Mà mình chỉ giữ gìn sức khỏe cho tốt và chơi thể thao. Thì lúc đó phổi mình tốt thì khi hơi mình nó rất là mạnh. Đúng, chơi thể thao. Phạm trưởng thì quý vị biết là Phạm trưởng thích môn thể thao nào không ạ? Môn gì? Định đố mà ai cũng biết hết trơn rồi. Bạn kêu là banh đũa kìa. Hả? Đúng rồi, banh gì mới được đúng không ạ? Banh gì mới được. Trưởng rất thích đá banh và đặc biệt là trưởng thích vị trí ngoại đạo. Sao đó tiền đạo vị trí này lạ quá. Vừa rồi là lạc đường đúng không? Dạ. Hồi xưa có cái quán cà phê tên là Lạc Đường. Dạ đúng rồi, đây là ý tưởng mà Phạm trưởng đã lên một kế hoạch cũng rất là trong thời gian rất là ngắn. Và cũng được rất nhiều bạn trẻ đã ủng hộ. Vì bài hát Lạc Đường nó cũng cái tên rất mà là lạ chứ, ấy. Dạ. Là đặt tên nó cà phê thì nhiều người cũng thắc mắc. Đúng rồi. Dạ. Mình đi đâu đó chẳng hạn mình không có biết đi ngõ về thì mình lạc đường mà đến với một nơi nào đó mình ngồi mình liên hệ với em. Ok. Số điện thoại của Phạm trưởng là. Vâng ạ, ai mà đi đâu lạc đường thì nhớ đến Phạm trưởng nha. Phạm trưởng cứ nhớ Phạm trưởng là sẽ đầu óc mình lúc đó tỉnh táo là sẽ tìm ra con đường chính xác cho mình đi. Không phải là lạc đường xong nhớ đến Phạm trưởng cái đi lạc luôn không? nghi. Dạ, bây giờ thì mình hỏi có... ha, hỏi ha, rồi khán giả hỏi ha. Dạ. Rồi, bạn nào muốn hỏi Phạm trưởng cứ giơ tay, Quân sẽ mời ở đây các bạn. Ai có câu hỏi cứ giơ tay, Phạm trưởng sẽ trả lời mọi thắc mắc của các bạn. Rồi, bạn gái đầu tiên, xuống đây đi trưởng, cho nó mát. Em lên đây, lên đây đi trưởng, để cho bạn lên đây. Dạ. Đó. Làm theo ý anh Quân. Rồi. Chào anh. Em có hỏi từ từ, bình tĩnh. Em tên gì? Dạ. Em tên gì? Em tên Lan. Lan, còn Điệp ở đâu? Điệp đi tu rồi. Rồi, được. Em đi học hay đi làm là anh? Dạ, em đi làm rồi anh. Đi làm hả? Anh làm ngành gì Lan hả? Dạ, em làm ngành may. May. Lan thích Phạm trưởng hát ca khúc gì? Nợ. Nợ. Ok. Bây giờ Phạm trưởng sau cái giao lưu xong thì Phạm trưởng hát bài Trăng Giấy Trắng tặng bạn Lan. Cái này là tao nói là không liên quan nha. Rồi, Lan hỏi ha. Rồi, 2, 3. Em hỏi anh là anh có dự định khi nào sẽ mở lại quán cà phê Lạc Đường và mở ở đâu không anh? Anh ơi, bạn em ở đâu vậy sao nó giống quanh quá vậy? Bạn Lan hỏi là chừng nào Phạm trưởng kiếm được bằng đẹp cho bạn Lan? Đó là như thế, đúng không em, đúng không? Không. Sao không đúng? Nhắc lại nè. Em hỏi là khi nào anh sẽ mở lại quán cà phê Lạc Đường và mở ở đâu? Em hỏi anh là khi nào anh mở lại quán cà phê Lạc Đường và anh mở ở đâu? Đúng không anh? Đúng. Tự nhiên hồi nãy Phạm Dự mới tới đây thì không khí nó bình thường. Nó bình thường, bây giờ nghe giọng miền Trung thì bây giờ cảm giác nó sung lại rồi. Không phải, Quân là nghĩ là do là Phạm trưởng hát cái bài Lạc Đường cái hơi nó như thế nên bằng cái bắt trước là lúc mà nói hát theo. Đó, lúc này em hát cái điệp khúc đó như không? Bây giờ dạ. Bây giờ anh ra xin trả lời câu hỏi của em nha. Em phải trả lời kiểu của bạn Lan mới được nha, em mới đồng ý. Vỗ tay với Phạm trưởng. Nói chung thì hiện tại thì công việc của Phạm trưởng rất là nhiều và công ty của Phạm trưởng cũng như là quán cà phê thì Phạm trưởng đang tạm ngưng một thời gian, và nếu như mà kiếm mặt bằng mà ok thì Phạm trưởng sẽ mở lại trong thời gian sớm nhất. Nhanh nhỏ lắm đó. Anh sẽ thông báo trên Facebook của anh.
thì mọi người chắc có thể dễ dàng tìm hiểu. À, hồi giờ Lan nó đến quán cà phê Lạc Đường của phòng trưởng lúc trước. Đúng chưa? Rồi, đúng rồi. Có đến chưa? Dạ đến rồi anh. À, à đó thấy chưa? Đến rồi, tưởng chưa đến. Giờ Lan đến mà em ngưng luôn đó. Sao rồi em? Anh nói chung thì anh cũng lâu lâu mới tới đó lần thôi, chắc không mà có gặp anh chưa? Gặp chưa? À, em vừa vô thì anh đi rồi. À, em vừa vô thì anh đi đâu? em ở Đồng Nai. Em ở đâu? Em ở Thủ Đức. Em ở Thủ Đức. À, bữa đó lên là lên quán cà phê của phạm trưởng. Bữa đó em lên buổi sáng hay buổi tối? Em buổi tối. Lúc mấy giờ? 7 giờ mấy anh. Trời, giờ tao đó tao đi diễn đi đúng rồi. Em phải đến 12 giờ khuya phạm trưởng mới có nha. Em canh giờ linh giờ đó anh chuẩn bị đi diễn không? Đúng rồi. Đó thì phải thế. Mà cho phép anh hỏi là em người ở đâu? Dạ em ở Phú Yên. Em ở Phú Yên à? Bình Định, gần nhau. Dạ. Cứ bên luôn. Sao em Lan muốn nói gì? Vậy thôi hả? Không có ý kiến gì nữa đúng không? Quyết định gì đi. Rồi, cảm ơn em. Vỗ tay thật lớn cho bạn Lan. Cảm ơn Lan rất nhiều với câu hỏi thân yêu thương vừa rồi. Cảm ơn em. Còn ai nữa không ạ? Câu hỏi tiếp theo. Rồi, xa xa đi. Một bạn xa xa. Đó, em đó. Em có thể bay lên. Em nào? Đó, em đó đâu đúng rồi. Lên đi em. À, kính thưa các bạn, chúng ta đang cùng giao lưu phạm trưởng và trưởng hôm nay đã nói với các bạn là trưởng sẽ giao lưu một cách thật lòng nhất. Và ai hỏi cái gì thì bạn trưởng sẽ trả lời cái đó. Em này từ tí xa lên chắc có câu hỏi gì quan trọng lắm nè. Tóc đẹp nè. Anh nhìn kỹ cho mày bức anh về thiết kế kiểu nó giống nghe em được không? Cách ở đâu? Kỹ coi. Dạ salon. Salon hả? À, em biết salon mà salon ở đâu? Dạ salon phong cách anh. Salon phong cách? Dạ. Gì? Tên lạ quá. Hỏi cắt ở đâu? Salon, salon tên gì? Salon phong cách. Chịu nổi không? Dạ, cái tên lạ anh, tên lạ. Em tên gì? Dạ em tên Đạt. À, hôm nay phạm trưởng gặp đúng cao thủ luôn rồi. Mình nói cái gì ông nói cái đó luôn. Em tên Lạc. Em tên Đạt. Ồ Đạt, trời ơi. Bất Đạt, mày tự nhiên cái Lạc kìa mà Đạt. Tại mà, Đạt. Em mới vừa em tưởng tên Lạ chứ không phải là Lạc nữa. Ok em Đạt. Rồi, anh Quân sẽ phỏng vấn em. Thôi em giải quyết luôn anh. Ok bây giờ em hỏi thấy cái đầu tóc lãnh đuối rồi. Hỏi ít thôi nha, hỏi nhẹ nhẹ thôi. Nhìn dễ dễ thôi. Dạ thưa anh, là trong cái MV của anh ra thì được rất là nhiều người hâm mộ. Và cho em thấy trong những cái MV đó thì anh chỉ hát với, đa số anh chỉ hát với toàn ca sĩ nam và hát riêng anh. Thì em không thấy bất cứ một ca sĩ nữ nào. Thì em tính hỏi anh là trong dự định anh có dự kiến rằng sẽ hát với ca sĩ nữ hay không và hát với ai? Vỗ tay hay. Anh Tấn Đạt, trời ơi giỏi quá em ơi. Xin cảm ơn câu hỏi của em, rất là hay. Hay, không đúng không? Hay. Quý vị, các chị bạn, như mà phạm trưởng khi một sáng tác một bài hát thì thường thường là viết cho nam không hoặc là viết cho nữ không. Thì lúc đó thì mình song ca nam với nam nó sẽ... Hơi biết trả lời đó. Nam với nam thì nó sẽ hát cùng nhau, nó dễ hơn. Còn nếu như mình hát một bài hát trên một tâm dành cho solo, cho hát đơn nhưng mà hát hai người thì nam và nữ thì chia ra hai câu nó rất là khó hát. Nếu như mà nam cao thì nữ nó rất là thấp, nó sẽ tù giọng người nữ. Và ngược lại, nói chung thì mình phải viết, nếu như song ca nam nữ thì mình phải viết ở nam hát nốt này là cái âm vực nó sẽ hợp với giọng nam, còn nữ mình sẽ viết những cái nốt nữ. Ví dụ như hồi xưa phạm trưởng viết bài Đàn Ông Là Thế thì nó rất là hợp và bài đó cũng rất là hit. Nhưng mà sau này thì phạm trưởng viết những bài hát chỉ một người thôi nhưng mà hai người nam có thể song ca được, mà người nữ thì rất là khó hát. Cho nên phạm trưởng là trong thời gian tới thì phạm trưởng cũng sẽ cố gắng viết một bài hát vừa giọng nam vừa giọng nữ, những nốt nó hợp với hai người thì sẽ tìm người sau. Anh thấy hình như cái giờ vẻ là Đạt chưa có hài lòng đúng không? Dạ đúng. Em còn tính hỏi anh là anh song ca với ca sĩ nào nữa? Bây giờ ta hỏi rõ ràng, ta trả lời ta rõ ràng. Thì bây giờ anh nói với em là anh, nếu như mà anh sáng tác được một bài hát mà vừa giọng nam vừa giọng nữ thì lúc đó ý tưởng của anh mời chị nó sẽ học đầu sau. Em là cái gì Đạt? Dạ là Quốc Đạt. Quốc Đạt có chị gái không? Mời luôn hả? Rồi. Dạ không anh có rồi. Anh trai. Anh có anh trai, ok. Đâu anh đâu hỏi gì đâu, anh không có ý kiến gì hết á. Dạ. Quốc Đạt, rồi. Quốc Đạt, nói chung là trưởng nó là chưa suy nghĩ ra được ca sĩ nữ đâu cả. Đạt thấy thì sao? Dạ vậy thôi, bỏ qua cho ảnh. Sao dễ dàng tha thứ quá vậy trời? Đúng rồi, trong sống này mình phải vậy nó mới... Sao dễ dàng tha thứ quá vậy? Xung sẻ may mắn được anh. Bây giờ anh hỏi anh, lỡ thấy bạn gái mình nắm tay người con trai khác em có bỏ qua không? Dạ thưa anh là không. Đúng rồi, sao bỏ qua được? Còn chuyện này là chuyện khác mà. Tại sao lại không? Anh hỏi quá em rối rồi đó. Vỗ tay cho Đạt.
Cảm ơn em, một người em rất dễ thương. Một rồi em đáp xuống lẹ lẹ thì người ta cho anh Quân hỏi nữa. Đã thích Phạm Trưởng lâu chưa? Dạ lâu rồi anh, em đã coi những cái clip anh Phạm Trưởng 2 năm rồi anh. 2 năm rồi. Ok, cảm ơn Đạt rất nhiều, một người em rất dễ thương. Giữa tay thật lớn với bạn Đạt các bạn. Anh hỏi nữa là em rối rồi đó. Nữa không? Dạ, bây giờ mình hát tiếp xong rồi, cái mình... Ok, hát tiếp bài đi xong tính tiếp, có thời lượng như thế nào tính tiếp. Vâng ạ. Vừa rồi là một bài hát. Dạ, cảm ơn anh. Anh vô đây anh hết công việc rồi. Xíu em mời anh ra tiếp nha. Vâng, xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Một buổi giao lưu trò chuyện rất là vui cùng với những người bạn rất dễ thương và anh MC Quốc Quân. Vâng, bây giờ thì Phạm Trưởng thay đổi bầu không khí, một sáng tác nhạc sĩ Đăng Khoa, bài hát remix đôi bằng tên Có Tất Cả Nhưng Mất Em. Xin mời tất cả quý vị cùng lắng nghe. Nhau mình cứ mơ bao điều một tình yêu anh không thật dài lâu, cuộc sống không thật sáng giàu, mơ ước không thật xa vời, nhiều niềm vui không lo lắng đã đủ rồi. Lúc đó yêu nhau quanh ta cuộc sống luôn gặp tiếng cười, vậy mà sao anh vô tâm không giữ lấy lấy để tình yêu này buồn bay, em giờ đã xa rồi, lúc anh nhận ra thì anh đã mất em rồi. Giờ anh đang có tất cả những thứ như mình ước mơ, mà chẳng vui khi anh đã thiếu đi một người. Đó chính là em yêu của anh yêu mình em biết không? Dù xa nhau như anh vẫn nhớ ta ngày đêm. Dù anh đã cố gắng có tất cả những thành mất em, lòng chẳng vui thì mang xa trong cuộc đời. Nếu có thể anh đưa tất cả để em về đây. Sao anh vô tâm không giữ lấy để tình yêu này buồn tay, em giờ đã xa rồi, lúc anh nhận ra thì anh đã mất em rồi. Giờ anh đã có tất cả những thứ như mình ước mơ, mà chẳng vui khi anh đã thiếu đi một người. Đó chính là em yêu của anh yêu mình em biết không? Dù cách xa nhau như anh vẫn nhớ ta ngày đêm. Dù anh đã cố gắng trong cuộc đời, nếu có thể anh đưa tất cả để em về đây, để anh gần em yêu em mãi mãi như ngày xưa. Yeah. Đó chính là em yêu của anh yêu mình em biết không? Dù cách xa nhau như anh vẫn nhớ ta ngày ấm đêm. Dù anh đã cố hết có tất cả những anh mất em, lòng chẳng vui xa trong cuộc đời. Nếu có thể anh đưa tất cả để em về đây, để anh gần em yêu em mãi mãi như ngày xưa. Xin ơn biết nhiều. Một bài hát rất sôi động và xin ơn Vũ Đồng Blue Sky. Bây giờ không biết anh Quân anh trốn đâu mất tiêu rồi. Anh Quân ơi. Và bây giờ anh Quân chưa ra thì Phạm Trưởng sẽ có những câu hỏi dành tặng cho các chị bạn đây, hay là các chị bạn dành tặng cho Phạm Trưởng.
Quân tại Quân tính là để Phạm Trưởng hát hai bài rồi tiếp tục giao lưu. Nhưng mà bây giờ thì nếu như Quân nghĩ là để một bạn nào đó hỏi câu hỏi dành cho Phạm Trưởng đi, nó dễ dàng hơn. Dạ. Cho nó nhanh hơn. Gì anh hả? Dạ chụp hình up Facebook hả? Dạ mời anh. Sao biết chụp hình up Facebook? Ai biết đâu. Ồ, đây là em của Phạm Trưởng. Xin giới thiệu với các bạn Phạm Trưởng và Phạm Tùm Lum. Rồi câu hỏi của bạn nào dành cho Phạm Trưởng nhanh lên các bạn, chúng ta không có nhiều thời gian. Rồi em trai, em gái, rồi áo trắng, xin lên đi em. Nhanh nhanh nhé, chúng ta không có nhiều thời gian nhé. Buổi sáng hát vẫn khỏe Trưởng hơn. Dạ, nói chung thì khỏe hơn mấy đợt trước. Dạ. Chinh chiến nhiều năm như giọng nó khỏe hơn, đúng không? Dạ. Ừ. Hôm nay âm thanh rồi, rất em là dạ, xin cảm ơn anh âm thanh rất nhiều. Em tên gì? Dạ, em tên Linh. Linh, rồi, Linh dành câu hỏi dành cho Phạm Trưởng như thế nào ạ? Dạ, em muốn hỏi Phạm Trưởng là trong tất cả các MV của anh á, thì em thấy là đều là mang cái tâm trạng là đều là thất tình và buồn và thường không có một cái hạnh phúc trọn vẹn. Vậy thì ở ngoài đời thì có giờ mà anh bị giống như vậy chưa? Quân sẽ nói lại câu hỏi. Trong cái MV của Phạm Trưởng thì nó có cái tâm trạng nó không có trọn vẹn. Ở ngoài đời thì anh có bị như vậy chưa? Bị gì là bị bóp không? Bị cái gì? Nắm đầu. Bị nắm đầu. Dạ, nắm đầu. Xin cảm ơn em rất nhiều. Quý vị đã yêu mến Phạm Trưởng qua những bài hát như là Trang Giấy Trắng, 2-3 năm không được khóc, vân vân, nợ, đắng môi, rất là nhiều những bài hát tâm trạng và các bạn đã yêu mến Phạm Trưởng từ những dòng tâm trạng đó. Thì thực sự mà nói thì tình yêu thì là một đề tài rất là nhiều màu sắc, muôn màu mà chúng ta có thể vẽ vời nó thành một tác phẩm âm nhạc. Nói nghĩa là như thế này, có nghĩa là không đơn thuần Phạm Trưởng hát nhạc đau khổ là Phạm Trưởng sẽ đau khổ. Dạ. Đúng không? Nhưng mà Trưởng phải trả lời bạn gái hỏi gì thì em phải trả lời gì chứ sẽ trả lời. Phạm Trưởng vẫn hát những bài hát nó mang tính chất ý nghĩa cho cuộc sống chúng ta, về gia đình, cha mẹ hoặc là thầy cô, ví dụ như là tình bạn, tình mẹ cho con, rồi màu xanh, hãy sống cho ngày mai, và hát những bài hát của những nhạc sĩ khác như là Biết Bao Giờ, là Bến Yêu Thương, những bài hát ý nghĩa. Thì rất là nhiều bài hát, mình là một người ca sĩ thì mình phải hát nhiều bài hát để cho tất cả mọi người, người này thích nhạc này thì nghe nhạc này, đúng, thích nhạc kia thì nghe nhạc kia, mình có thể chiều hết mọi lòng khán giả, lúc đó thì mình mới, nhưng mà bây giờ thì anh sẽ trả lời một câu hỏi vế tiếp theo, là ở ngoài đời thì có ai? đó, thì đơn giản nghe đi. Nói chung thì ngoài đời thì trong cuộc sống anh thì ai cũng vậy. Anh để tóc gì làm hiểu rồi. Dễ nắm à. Ngoài đời thì chúng ta không phải riêng Phạm Trưởng, mà Phạm Trưởng nghĩ rằng là mọi người cũng phải luôn bước ra cuộc sống thì mọi người ai phải cũng phải là gặp gỡ những sóng gió, những cái gì đó nó bất trắc đối với mình, nhưng mà mình có vượt qua hay không đó là do số phận của mình và do cách xử lý của mình nó tốt hay không. Thì Phạm Trưởng nghĩ là Phạm Trưởng cũng y như mọi người thôi, cũng lúc nào cũng có khó khăn, có dễ dàng và có vui vẻ, buồn bã và hạnh phúc. Nói chung là Phạm Trưởng nắm được thì thả ra được, vậy đi. Dạ. Ok, đúng không em? Đúng không em? Đúng không? Dạ đúng. Vậy thôi. Dạ. Ok. Dạ. Ok. Dạ là mời em đi về đó. Ok là mời em đi về đó. Vỗ tay thật lớn cho bạn Linh các bạn. Cảm ơn bạn Linh với câu hỏi nắm nắm buông buông. Dạ, một câu hỏi nữa cho bên này. Kẹp bông. Em không biết. Rồi, mình sẽ ngưng lên mình hỏi sau, mình hát bài nữa đi. Ok. Vâng ạ, bây giờ thì một sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Kim Nhật Duy, bài hát rất là buồn, rất tâm trạng được mang tên Thà Quên Đi. Xin mời tất cả quý vị cùng lắng nghe. Bạn có thể ở lại minh họa cho em được không? Theo anh yêu thì ta nên chia tay em. Còn gì mà níu kéo rồi làm dài thêm nỗi đau. Đừng cố chấp xong thế chi khiến em buồn. Tốt hơn là hãy quay mặt bước đi. Hãy xem như là vì nhau một lần cuối. Cùng để ta sắp xếp chuyện buồn tình lòng mình xót xa. Vào trong quá khứ đã qua, qua chốt lại. Vậy thế nên em còn gì muốn nói với anh, hãy nói ra. Hạnh phúc anh
cả hai. Đừng hỏi con tim mình rằng sống tiếp với ta được gì đi, chồng chắc thương đau đời nhọc những khổ đau, mắt cứ suốt thế biết đến bao giờ khổ. Làm sao cho em yên vui với nụ cười. Các bạn đang thu bác này không ạ? Ông Trưởng xuống dưới nè. Có một khúc cuối còn khá là hay đó. Mà chúng ta đi hát nha. Nếu như mình đã không hạnh phúc, theo anh nghĩ thì ta nên chia tay em. Còn gì mà níu kéo rồi làm dài thêm nỗi đau. Đừng cố chấp xong thế chứ khiến em buồn. Tốt hơn là hãy quay mặt bước đi, hãy xem như là vì nhau một lần cuối. Cùng để ta sắp xếp chuyện buồn tình lòng mình xóa xa vào trong quá khứ đã qua, qua chốt lại. Vậy thế nên em còn gì muốn nói hãy nói ra, hạnh phúc anh chẳng thể cho em vậy đêm. Tốt nhất sẽ chuyện kết thúc hết đi là hơn. Giải thoát cho em, cho anh, cho cả hai. Tự hỏi con tim mình rằng sống tiếp với ta được gì đi, trong chất thương đau đời nhọc những khổ đau. Làm sao cho em yên vui với nụ cười. Vậy thế nên em còn gì muốn nói với anh, hãy nói ra. Hạnh phúc anh chẳng thể cho em vậy nên. Tốt nhất sẽ khuyên kết thúc hết đi là hơn. Giải thoát cho em, cho anh, cho cả hai. Hãy cần tin mình rằng sống tiếp có cho ta hạnh phúc, hãy trong chất thêm thương đau lên đời nhau. Mắt cứ suốt đêm yên đến bao giờ không. Làm sao cho em yên vui với nụ cười. Hãy uống trà Thảo Mộc Dr. Thanh, thanh lọc cơ thể không lo nóng trong người, ngon tuyệt. Mất cân bằng nhiệt trong cơ thể có thể do nóng trong người. Hãy uống trà Thảo Mộc Dr. Thanh với chín loại thảo mộc thiên nhiên giúp thanh lọc cơ thể để cân bằng nhiệt trong cơ thể, không lo nóng trong người. Nếu đã có Dr. Thanh không đường vẫn ngon tuyệt, thanh lọc cơ thể không lo nóng trong người. Mất cân bằng nhiệt trong cơ thể có thể do nóng trong người. Hãy uống trà Thảo Mộc Dr. Thanh với chín loại thảo mộc thiên nhiên giúp thanh lọc cơ thể để cân bằng nhiệt trong cơ thể, không lo nóng trong người. Nếu đã có Dr. Thanh không đường vẫn ngon tuyệt, thanh lọc cơ thể không lo nóng trong người. Đen của trung niên, mụn của tuổi thiên, nếp nhăn ngày càng lộ rõ, làn da vàng thô không còn bóng láng. Những vấn đề về da cứ hay khiến bạn phiền toái, khiến bạn không còn tự tin, cảm thấy sa sút, nét đẹp ngày càng xa lánh bạn. Thực ra làn da của bạn có thể trở nên hoàn hảo hơn. Giới thiệu đến các bạn hai nữ diễn viên bàn bạc, phấn dưỡng da ghi lại mốc son trong toàn cầu, đó là phấn dưỡng da Lebebat Juice đã có mặt tại châu Á. Chỉ trong một phút có thể cho bạn làn da trắng mịn. Chuyên gia làm đẹp bậc thầy make up giới thiệu đến các bạn cách thức một truyền hình tranh nhau đưa tin bí quyết vượt trội của các siêu sao màn bạc nhà siêu mẫu, những người từng sử dụng